anh không muốn dắt sức ra cung phụ cho má, con Trân, con Nhã, để rồi cuối cùng công ty cũng phá sản. Nhưng đó là má và em gái của anh. Rồi nữa đi anh Thần, ông sợ vợ ông biết rồi. Má không muốn tụi nó thiếu thốn. Thần nói tiếp, lúc nào má còn sống, má còn làm chủ cái nhà này. Bất chạy hả mày? Từng cơn gió làm sao? Sao anh cư xử thô bạo vậy? Anh là cái tái đã đánh tôi hả? Tình buồn lắm. Từ lâu chưa. Mấy người của tôi cũng ra gì phải không? Ngồi im xin. Anh như cũng không có bản năng làm mẹ. Người ta thôi đi chịu. Trong khói xin. Anh là mày. Cho nó một tạo. Chân tay về tấm hộp. Là mơ. Khi đã là tỉnh hồn. Vậy cho anh biết. Vợ tôi đang mang thai, tôi không muốn tôi bị sốc. Chuyện vợ anh thế nào không liên quan tới tôi. Đừng nói gì hay thấy thằng nhỏ. Còn nghe tưởng nghe chưa? Chuyện này tới tay anh không, tôi đừng có trách tôi. Và bao khắp má không dám thừa nhận tính cách tiêu xài của gia đình làm cho công ty đổ nợ. Càng ngày mày càng bính vợ mày. Tôi nói rồi, ai đụng tới chiếc xe đó tôi thấy mày đó. Mày cha suối còn đợi anh làm như vậy là thiếu năm rồi. Alo, sao sáng nay Lam không tới thư viện vậy? Mình dành chỗ cho Lam rồi kìa. Có chuyện gì không vậy? Sáng nay chị Mỹ tới nhà mình, mình phải ở công ty trực. Trời ơi, bây giờ mà còn lo chuyện công ty nữa. Mai mốt rớt tốt nghiệp rồi á, đừng có khóc nghe chưa. Thì mình cũng đang tranh thủ học bài đây nè. Thôi nha, mời vào. Chị Lam, có người bên hãng dệt qua đưa mẫu và báo giá, chị có tiếp được không? Ừ, tôi sẽ xuống ngay. Dạ. Hôm qua cô làm khó, không chịu chuyển tiền cho con gái tôi phải không? Lý do gì vậy? Dạ, con không dám làm khó Trân. Nhưng tại vì cô tới bất ngờ quá, con không biết xử lý ra sao, cho nên con mới phải hỏi Lam. Con không dám tự ý quyết định. Nói kiểu đó là cô coi con Lam có quyền hơn chứ gì. Vậy chứ cô thấy tôi hay con Lam là chủ? Dạ. Mai mốt hai đứa con gái tôi yêu cầu cái gì cũng phải làm theo, hoặc hỏi tôi, không được làm khó dễ nghe chưa. Tụi nó xài tiền của ba má nó, chứ đâu phải đi xin của chị dâu. Sao lại phải hỏi ý kiến nó? Dạ, con xin lỗi.
Chắc chị chờ má em lâu lắm. Chờ một chút à, có gì đâu. Em biết chị không vui, nhưng vì công việc, chị ráng cố gắng nha. Đồ còn mới tinh vậy, mày bỏ uổng quá. Sao không mặc? Chán rồi, không mặc nữa. Má đem về quê cho ai thì cho đi. Tao thấy mấy cái áo này hở hang quá. Mấy đứa con gái như quê nó không dám mặc đâu. Đem về làm gì? Toàn là đồ mới mà không mặc được, thiệt uổng ghê á. Thì đem về quê cho tôi trống nhà, vài bữa mua đồ mới, chỗ đâu để? Tao thấy mày xài phung phí quá. Quần áo mua biết bao nhiêu cho đủ. Để tiền nuôi con, còn dư á thì phòng thân. Má nói hoài mệt quá. Má xếp đồ bỏ vỏ đi. Mày sai tao như sai người ở của mày vậy. Cậu tìm ai mà dòm ngó nhà tôi dữ vậy? Vô đi. À, chào má. Đi đâu đây? Từ hôm bữa đẻ tới giờ mới thấy anh á, không có nhờ giả gì được á. Bữa đó có hắn, làm sao anh dám tới? Rồi hôm nay tới đây làm chi vậy? Tới thăm con không được sao? Nhìn gì nhìn đi. À, à, đục chân đâu? À, vui không hả? Nói chuyện với tôi mà, tôi nói chuyện đâu hiểu phải không? Hả? Ừ. Thôi đủ rồi, về đi. Mai mốt tới á thì nhớ coi trước coi sau nghe. Ừ, bà về nha. Thằng đó là ai nữa vậy? Bạn của con. Má biết gì đâu mà hỏi. Nó nói thằng nhỏ là con nó. Vậy là sao? Nó với thằng Phong, đứa nào là cha của thằng nhỏ? Đụng tới má là má dạy đời hả? Không có nghe nữa. Nó nhiều quá. Mày coi tao là người ở của mày hả? Ngày mai tao về dưới, tao ở đây hết nổi rồi. Ở đây đi nhả. Ở đây đi nhả. 1, 2, 3. Vô. Chú mừng sinh nhật kêu dạ. Này đẹp ghê vậy. Các bạn ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Bỏ đi, lại đây với anh. Lâu rồi em với anh không được như thế này. Nhiều khi em thấy tụi mình xa cách quá. Mình có nên nói ra không? Anh nghĩ gì vậy? Anh ai cho nên anh thi cuối tuần này có gì không anh? Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em giao công ty cho chị Mỹ đi. Chị tập trung lo học thôi, đừng để bị áp lực quá. Dạ. Lúc này má với hai đứa nó có làm phiền em không?
Dạ không. Nếu có chuyện gì thì cho anh biết, nghe chưa? Không được giấu anh. Rồi buồn một mình đó, hiểu chưa? Em không có gì đâu. Thôi, em ngủ sớm đi, anh làm việc một chút. Em còn phải học bài, đâu được ngủ giờ này. Nhã, hôm trước sinh nhật của Oanh, tụi mình đi Long Hải. Giờ tới mày, đi đâu? Đại tiểu thư mà, phải chờ chỗ chứ. Con Oanh thì đi chơi biển, chẳng lẽ nó cho tụi mình lẫn quẩn ở thành phố này, phải không Nhã? Thôi, chiều mình đi Vũng Tàu đi, mai về, được không Nhã? Chơi thì chơi, sợ gì, bây giờ đi luôn ha. Vậy mới là tiểu thư chứ. Ê, nhưng mà đi xe nhà đi, đừng đi xe thuê nữa, quê chết. Đúng rồi. Tao mượn xe anh ta được 4 chỗ. Còn mấy đứa này thì sao? Tao mượn xe ông già. Thằng Phi, mượn xe anh mày được không? Ok. Vậy là đủ xe. Bây giờ tụi bay ngồi ở đây hen. Tao nhờ lấy xe. Vào đi. Chị Lam, có anh Hải ở nhà không? Anh Phong ở dưới phòng làm việc. Có gì không cô? Chị đem 20 triệu đi, em đi Vũng Tàu. Chừng nào cô lấy? Lấy liền giờ nè. Anh Hai, tối nay sinh nhật em, anh cho em mượn xe đi với bạn em đi. Không được đâu. Em lỡ hẹn với bạn em rồi, không có xe tụi nó cười em chết. Em có biết lái đâu mà lấy xe, không đi đâu hết. Có người lái mà. Trời ơi, bạn em chờ em kìa. Anh muốn làm mất mặt em phải không? Anh không muốn em đua đòi. Một mình con Trân quậy là đủ rồi. Em về phòng ngủ đi, không nói nhiều. Ai dạy mày thối mất dạy vậy? Anh không cho mượn thì thôi, đừng làm khó. Sao làm khó? Để cho mày đua đòi là được phải không? Anh không đủ tư cách dạy đời đâu. Anh... Alo, chị nào má về vậy? Con muốn mượn xe của má đi chơi với bạn con. Sao lại không được? Anh Hai cũng không cho mượn, tới má cũng vậy nữa. Bộ má muốn con mất mặt với bạn con hả? Má mà không cho mượn á, con bỏ nhà đi cho má coi. Má muốn không? Con làm thiệt cho má coi nè. Những sai lầm phải trả một giá quá đắt. Em có thể tha thứ cho anh không?
nhận quay về đây. Là em đã tha thứ rồi, anh đừng lo. Chuyện lúc nãy em không suy nghĩ nhiều đâu. Có khi nào nó mượn xe không được rồi nó trốn luôn không? Đại tiểu thư, mà chơi vậy không bền đâu nghe. Không có đâu, tao nghĩ chắc nó gặp chuyện trục trặc gì đó. Để tao gọi điện cho nó. Alo, Nhã hả? Sao lâu quá vậy? Đợi tao một chút đi, tụi bay đừng có hối, tao tới liền mà. Tới liền nha. Sao rồi? Rồi, lát nữa tới liền, ăn uống đi. Má đi tới đâu rồi? Má đi nhanh lên đi, bạn con đang hối kìa. Má đi gì mà lâu dữ vậy? Con lái xe không có rành. Để má kêu tài xế lái xe đưa con đi. Có chỗ đâu mà thêm tài xế nữa. Như con đi như vậy má không an tâm. Còn chết thì con chịu. Thôi khỏi. Sao má cho con Nhã mượn xe vậy? Kệ, lâu lâu cho nó đi với bạn bè một bữa. Hôm nay sinh nhật nó mà. Con không cho nó đi thì nó mượn xe má. Má chiều như vậy là khuyến khích nó đua đòi đó. Con khe khắc với nó quá. Lâu lâu phải cho nó thoải mái với bạn bè một bữa chứ. Con thấy nó không lo học, tối ngày cứ lo đi chơi đàn đúng. Tới lúc nó bị đuổi học, đến lúc đó má tha hồ chiều. Tao mệt mày quá. Đụng tới em Út là mày nói nặng nói nhẹ. Anh em tụi bay giống chó với mèo quá. Hôm nay má không đi đâu hả? Ừ. Trưa nay má nhức đầu quá nên má ở nhà. Hôm qua con có đưa tiền cho con Nhã đi chơi không? Dạ có. Nó lấy bao nhiêu? Dạ 20 triệu. Lấy nhiều dữ à? Chắc nó bao bạn. Thôi kệ, lâu lâu nó xài một lần. Mà nè, con có nói với thằng Phong không đó? Dạ không. Mấy chuyện tiền bạc con đừng nói với nó. Mắc công nó rầy rà, anh em lục đục. Nghe chưa? Dạ. Bộ má tính về thiệt hả? Tao về dưới luôn. Mày tự lo cho con mày đi. Nó cứng cáp rồi, không cần tao nữa. Ở đây thấy mày sống kiểu này tao chướng mắt quá à. Tôi sống sao kệ tôi. Mày á, tối ngày cứ lo chương diện, con thì không chịu giữ, cũng không chịu đi làm kiếm tiền, cứ bám mấy thằng có vợ kiểu này. Tao thấy thất đức quá à. Tôi sống vậy đó, miễn có tiền thì thôi. Tôi có để má đói đâu, má cứ cự nữ hoài vậy. Thà là tao về dưới bị đói còn hơn bị mẹ coi như người ở. Tao là mẹ mà không dạy nổi mày, tao đây làm gì? Chúc mừng nha.
mừng chị Lam. Con Lam mặc đồ đó coi đẹp ghê, nhìn nó lạ hẳn ra. Nón của nó bị lệch kìa, con nhỏ vô ý thiệt. Nhớ hồi nó mới về làm dâu nhà tôi, còn khờ như con nít. Vậy mà bây giờ thành cử nhân rồi, nhìn thấy nó chững chạc hẳn ra. Dạ. Chuẩn bị cười nha. 1, 2, 3. Alo, alo, mời tất cả các tân cử nhân nhanh chóng vào hội trường để chúng ta bắt đầu làm lễ. Lâu lắm rồi anh mới thấy được em thông thả như vậy đó. Em thấy nhẹ như trút được gánh nặng. Bây giờ em mới nhận ra lúc trước em bị áp lực nhiều quá. Đợi anh giao bản vẽ cho khách hàng xong, anh sẽ đưa em đi chơi, coi như là quà mừng em tốt nghiệp. Đi đâu vậy anh? Đi đến đâu mà chỉ có hai đứa mình thôi, bỏ hết công việc luôn. Ngày mai tụi em đi chơi chia tay, anh có đi với em không? Để anh tranh thủ vẽ cho xong. Với lại anh sợ có anh em mất tự do đó. Thôi em đi một mình cho thoải mái. Nhưng có anh em sẽ vui hơn. Em ngồi lên đi. Chị với anh. Cho anh ôm em cái. Buông ra, em chết ngọt rồi nè. Lần này là lần cuối cùng tụi mình còn ngồi với nhau. Mai mốt có muốn gặp uống cà phê cũng không được. Buồn quá. Nhớ nào, mới gặp nhau mấy bà còn không biết nói gì hết trơn trụi. Bây giờ chia tay buồn quá. Về quê rồi. Bà có nhớ tôi không? Bà Huệ. Huệ không nhớ Hùng á, thì nhớ ai? Chẳng lẽ nhớ mấy bà bán ổi? Hát đi ông Hùng. Lâu lâu tụi tôi cũng muốn nghe ông tra tấn một lần. Hát đi. Đang buồn, đâu có hứng đâu mà hát. Bữa nay tụi này chịu bị khủng bố, không tranh thủ đi. Mai mốt có muốn hát cũng không ai nghe đâu. Mấy bà này chuyện mông mọc hỏng, chịu hết nổi mấy bà luôn. Mình nghe nói chú của Quốc có công ty ở đây. Sao Quốc không ở lại làm cho chú? Nếu mình nói mình muốn tránh sống chung thành phố với Lam, thì Lam nghĩ sao? Mình có đáng để Quốc phải đánh đổi tương lai như vậy không? Người ta nói có khi cần cả một đời để quên một người. Mình đã đến 4 năm rồi mà vẫn không sao quên được. Hy vọng sống ở môi trường khác
mình sẽ xóa hẳn ký ức về Lam. Mình nợ Quốc món nợ quá lớn, biết làm sao trả nổi đây. Không cần trả, Lam sống hạnh phúc với chồng là mình vui rồi. Ở đây nhìn xong tự dưng mình nhớ tới nhà quá. Tôi đã nợ Quốc quá nhiều, nếu có gì đền bù được thì tôi sẽ làm hết mình cho Quốc. Làm gì thì bây giờ còn mơ hồ quá, nhưng chắc chắn tôi sẽ đền bù những gì Quốc đã cho tôi. Hồ ở quê mình đẹp thiệt. Ủa, sao đột xuất vậy? Nhớ con hả? Vô đây đi anh. Tôi có việc phải về liền. Cầm lấy trả tiền nhà, chi phí lặt vặt. Tiền cho con nữa. Trong đó hết 20 triệu đó. Sao ít vậy? Còn nhiều thứ phải lo lắm á. Vô đây cái đã. Tôi về, tính sao? Tôi có việc phải đi xa, khi nào cần tôi gọi. Anh, vô thăm con chút rồi đi. Làm gì gấp dữ vậy? Tôi giờ chuẩn bị rồi đi ngay. Tôi có hẹn rồi. Em thích cái nào thì chọn đi. Em thích cái này. Đẹp lắm. Da em trắng, mặc màu này rất hợp. Em ơi, lấy cho anh cái ghế bên đi em. Thôi, mua một cái thôi anh, nhiều quá em mặc đâu có hết, phí lắm. Phí cái gì? Em giao tiếp nhiều, em đồ ít, em cần phải trưng diện lên, hiểu chưa? Em tắt điện thoại chưa? Dạ chưa. Em sợ nhà có chuyện cần liên lạc. Bỏ hết công việc đi, anh muốn em được thư giãn, không bị ai làm phiền. Em lạnh không? Lạnh, nhà em thích lắm. Đứng ở đây có cảm giác như thoát ly thực tế. Không còn lo lắng gì nữa. Bây giờ em mới thấy cuộc sống của em trước đây có quá nhiều áp lực, phải không? Hình như vậy. Anh sẽ chỉ cho em một cuộc sống khác những gì em đã sống. Em sẽ thấy sống không phải chỉ là đối mặt với công việc, cũng không phải chỉ là trách nhiệm. Vậy còn điều gì khác? Bằng sự thưởng thức, giải trí và thư giãn,
Anh muốn em phải biết những điều đó. Anh muốn em phải khác đi. Tại sao anh nói với em điều này? Vì anh muốn em được hạnh phúc. Nè cô ơi, sao dừng xe giữa đường vậy? Dừng ở đây thì sao? Có ảnh hưởng gì không? Tất nhiên là có. Thứ nhất đó là không đẹp mắt. Thứ hai là cản đường người ta. Phiền cô dắt xe vô trong này. Nếu không dắt thì sao? Không sao cả. Nhưng nếu có ai làm ngã thì đừng bắt đền người ta. Như vậy là được rồi. Anh có biết tôi là ai không? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi đang cần tiền gấp. Cô ra ngân hàng rút ngay cho tôi 100 triệu rồi chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Số của tôi cô còn nhớ không? Chuyện này phải đợi Lam về. Vì phiếu trong ngân hàng là do Lam giữ, tôi không được giao quản lý tiền. Vậy sao lần trước lại chuyển được? Lần trước là gặp lúc công ty vừa thu tiền mặt từ các cửa hàng. Còn bây giờ thì không có khoản nào hết. Tất cả tiền trong công ty đều do Lam quản lý. Được rồi, để tôi gọi cho chị Lam hỏi coi có đúng không. Nếu cô muốn làm khó tôi thì coi chừng. Tắt máy luôn. Bực mình thiệt. Vậy cô xuống mấy cửa hàng thu tiền ngay cho tôi đi. Bao nhiêu cũng được. Chờ chị Lam về rồi tính. Mấy cửa hàng vừa mới thu tiền từ hôm trước. Nếu không có lệnh của Lam thì không thu được. Với lại làm như vậy sẽ có dư luận không hay. Dẹp quách mấy dư luận đó đi. Cô muốn làm khó tôi phải không? Hay chị Lam dặn cô phải như vậy? Cô Lam không dặn tôi như vậy. Nhưng cô thông cảm, đây ngoài khả năng giải quyết của tôi. Mấy người coi tôi không ra gì phải không? Có chuyện gì vậy? Cô là ai mà dám xông xáo vô đây? Lại còn đập phá nữa. Con gái mà như vậy hả? Cô là Trân, em chồng của Lam đó anh Vĩnh.
Em chồng thì sao nào? Tới quậy phá nơi làm việc mà coi được hả? Dạ, em nói chuyện như vậy với tôi hả? Cậu muốn bị tôi đuổi hay không? Nếu như chuyện này mà bị đuổi việc thì tôi không cần thiết có chỗ được làm như vậy đâu. Anh Vĩnh, cô tới đây lấy tiền phải không? Nói thiệt nha, sống hoang phí như cô, đến 10 công ty này cũng phá sản. Đừng nói là công ty nhỏ bé này. Cô có biết gia đình cô đang đứng trên bờ vực thẳm không? Im đi, chuyện đó không liên quan gì tới mấy người. Coi chừng tôi đuổi hết mấy người đó. Anh Vĩnh, sao anh làm như vậy? Anh không sợ bị đuổi hả? Nếu cô làm nghe lời cô ta đuổi tôi thì tôi cũng không tiếc chỗ này đâu. Em biết là cô quá đáng, nhưng mà cứ nhịn cho yên đi. Anh làm như vậy sợ là cô Lam sẽ bị già lây á. Loại người như cô ta, nếu không nói thì cô ta cứ tưởng mình làm vậy là được. Nếu cô ta là em gái tôi thì tôi sẽ dạy cho tới nơi tới chốn. Em đừng mở. Em sợ nhà có chuyện gì quá. Ở nhà có chuyện gì thì để về nhà giải quyết. Em nên quên mọi người đi. Bây giờ em chỉ biết có anh thôi. Anh để em coi có cục nhỏ nào không? Em không trả lời đâu. Thôi được rồi, em coi cho biết rồi tắt đó nha. Có hai cuộc gọi của hãng dệt, một cuộc của nhỏ Ngọc, ba cuộc của cô Trân. Không biết có chuyện gì không? Từ hôm đó đến nay, tụi nó có kêu em đưa tiền nữa không? Cũng có, nhưng không bao nhiêu. Thì anh cũng phải để mấy cô có tiền xài chứ anh. Chuyện đó thì anh đồng ý, nhưng mà em không được cho quá mức. Anh biết tính tụi nó mà, bây giờ không có ba kèm cặp, tụi nó còn xài hoang phí tới đâu nữa. À, nếu tụi nó có gì quá đáng, em phải nói cho anh biết, không được giấu anh nghe chưa? Dạ. Còn nữa, nếu em có chuyện gì bực mình thì em phải nói để anh giải quyết. Không được nhịn nhục như lúc trước nữa. Anh mà phát hiện ra có chuyện gì, anh giận em luôn đó. Em không giấu đâu. Ở đây ăn cũng được quá ha. Tuần tới, con Khánh nó rủ tụi mình đi Vũng Tàu chơi. Tụi bay có đứa nào muốn đi không? Tụi mình đi với tụi nó đi nhả. Ừ, đi nhả. Ra đó cho thoải mái ha. Nhưng tụi tao đi xe du lịch, con Mai đi xe của nó, không chơi xe hai bánh đâu nha. Mày nói cái gì? Con Mai có xe riêng hả? Ừ, má nó mới mua chiếc xế hộp cho nó, đẹp lắm. Vậy hả? Tao xạo với tụi bay làm gì? Thôi, bây giờ tao đi đây. Tao có hẹn với nó. Bye nha. Sao buồn hiu vậy? Có chuyện gì không? Mày có tin là con Quyền nó thật không? Nó vụ gì? Dù con Mai có xe đó. Con nhỏ quay thiệt. Trong nhóm chỉ có mình nó là có xe hơi. Nó có dịp để kênh với mày rồi. Dám kình với tao hả? Để mày coi, tao có xe không? Mày mượn xe má mày thì ăn nhầm gì? Phải là xe của mày thì mới quay chứ.
Mày chóng mắt lên mà coi. Tao có xe hay không? Má, má dậy chưa? Chuyện gì vậy? Má dậy đi, con có chuyện này nè. Chuyện gì nữa? Xin tiền phải không? Không phải xin tiền. Má, mua cho con xe hơi đi. Cái gì? Bạn con đứa nào cũng có xe hơi, một mình con là chưa có. Con không muốn thua tụi nó. Trời ơi, con đi học mà đòi mua xe hơi. Con đua đòi quá. Nữa. Hồi đó là ba, bây giờ tới má. Đụng tới là nghe ca giọng cổ à. Nghe chán quá đi. Bây giờ có cho không? Đợi chừng nào con đi làm như anh hai, lúc đó mua cũng được. Chị hai con cũng đi làm rồi, mà có đòi mua xe cho con đâu. Chưa kể con Trân nó đòi tiền đó mà mua. Con thích đi xe thì có tài xế đó. Thôi đi, đừng có nói nữa. Xe của riêng con mà xe mới kìa. Chị hai, hồi sáng dọn cái phòng dơ cho chuồng bò vậy đó. Không làm được thì nghỉ đi. Ồn quá. Con không sợ hàng xóm người ta phàn nàn à? Ai nói gì kệ cha họ. Con muốn đi chơi á thì lấy xe của má đi cũng được, đâu nhất thiết phải mua. Bạn con biết xe của má rồi, nó biết con mượn, nó cười vô mặt con á. Vậy thì mượn xe anh hai. Dễ à, má có giỏi thì má mượn thử đi. Mỗi lần mượn đi đâu cũng phải hỏi, nhục lắm. Không cho mua thì thôi, ngày mai má về nhà không thấy con ở nhà đâu. Con đi đâu? Đi bụi cho chết luôn. Con muốn có xe riêng cũng được, để chị hai về má nói với nó. Má hứa rồi đó ngang. Em không làm gì. Không có ai. Hình như cô không có bản năng làm mẹ. Bây giờ anh mệt mỏi chuyện gia đình lắm rồi. Vậy nên muốn tìm Quên chứ gì. Tôi thấy đã đến lúc phải nói cho vợ tôi biết rồi. Nếu cô không nói, trước sau gì tôi cũng nói thôi. Anh có tư cách dạy ai? Mất dạy hả mày? Đêm xuống màu.